Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Rồi video này mình sẽ cập nhật lại những cái dự án mà chúng ta đã tham gia nha anh chị. Thì mình bắt đầu từ phải sang trái đi ha. Thì hồi nãy em đã chia sẻ anh chị cái kèo là hồi sáng chứ, là STC này á là đã xong rồi. Cái thứ hai nữa là cái dự án là Titicon Network này. Thì ngày hôm qua em cũng đã có cập nhật rồi nhưng mà hôm qua chưa được, hôm nay mới đào được nha anh chị. Đây nè. Thì khi anh chị vào cái app này xong là nếu mà họ có thông báo cập nhật á, thì mình vào cập nhật. Còn nếu không á, thì anh chị vào cái CH Play cho em nha. Anh chị gõ cái chữ Titicon cho em. Titicon. Anh chị sẽ thấy cái chữ là Titicon Network ha. Rồi anh chị sẽ cập nhật. Còn như em cập nhật rồi thì em chỉ cần nhấp vào mở thôi. Rồi sau đó đó, anh chị muốn đào được đó là anh chị cần phải nhấp vào cái chữ Achieve phía trên này nè. Sau đó chúng ta quay trở lại. Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ phía dưới này, một trong hai cái mục này nè, nó sẽ đào ha. Và trong vòng 6 tiếng chúng ta vào chúng ta làm một lần. Thì cái dự án này tương lai là họ sẽ có cái blockchain riêng, như hôm qua em đã phân tích, có blockchain riêng, rồi có sàn này kia luôn ha anh chị nha. Nói chung là mình cứ đào đi rồi để một thời gian coi nó xem sao. Dự án này cũng rất là hot nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là cái dự án BNN này, tóc cành này, thì nó đã list trên cái sàn lập Lao Exchange hôm bữa em muốn chia sẻ luôn. Nhưng mà sau khi mình đào xong 24 giờ chúng ta vào chúng ta không có đào được nữa, như của em cũng không đào được luôn nè anh chị. Mình đã được 250 rồi nhưng mà mình không có nhận được, tức là mình nhận được nhưng mà mình không có đào được tiếp nè, mình nhấp vào đây không được. Thì ở đây á là cái lỗi do cái chỗ này nè, anh chị nhấp vào cái mục giữa này nè, cái chỗ mà email authent này nè, hôm bữa em có nói anh chị là mình nhập 6 số vào đó, thì hiện tại nó bị lỗi nên là chúng ta chưa có thấy nó việc ha. Thì cái này chờ xem sao đó anh chị, em cũng có liên hệ nhưng mà chưa được phản hồi đó, thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật nha. Cái đồng này nó đã list trên cái sàn là Lao Exchange nè, giá là 0.00, xem cái đi anh chị cho chắc, tại vì cái giá nó lên nó xuống mình không có nắm rõ, mà nói là phải nói chuẩn mới được. Em sẽ cho anh chị thấy cái giá ha. BNN 0.0019 anh chị nha. Rồi đó, cái này em cập nhật nên em sẽ làm tương đối là nhanh. Còn anh chị nào mà muốn tạo á, muốn đăng ký á, thì vào cái trong cái phần mô tả, trong cái phần tin nhắn đã ghim á, anh chị xem, em có để cái link video hướng dẫn, chúng ta vào đó chúng ta xem cho kỹ nha anh chị, nếu như chúng ta muốn tham gia. Tiếp theo nữa là cái dự án Box C này nè, thì tổng cung của nó là có là 205.000 tóc cành thôi, và cho đào rất là ít anh chị. Nè thì cái này á, sau 24 giờ anh chị cần phải vào đây để chúng ta thực hiện cái phép tính xác minh không phải là GoBot để chúng ta đào tiếp. Và sau mỗi 10 phút á, thì anh chị có thể vào đây chúng ta nhấp một cái chữ bot này nè anh chị nha, đó, để cho nó chạy. Rồi thì cái này em cũng không có nói nhiều nữa, cơ bản là như vậy thôi. C98 này thì mỗi ngày đây nè, chúng ta vào đây chúng ta nhận một cái vé may mắn. Anh chị phải làm hen, mình kiên trì anh chị. Miễn phí mà, Android mà. Phải gom nhặt thôi. Anh chị vào cái quý sau C98 xong anh chị nhấp vào chỗ là cái hình mặt như cái mặt nạ đó. Thì ở đây nè, mỗi ngày chúng ta nhận được một cái vé đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấp vào chữ là Lucky Whale này. Rồi chúng ta quay. Thì cái này hên xui thôi. Có anh chị may mắn thì nhận được 50 đô, 10 đô. Có khi nhận được cái logo này thì chúng ta để nhiều á, chúng ta mới tham gia được anh chị nha. Đó, thì cái này em cũng đã có chia sẻ rồi. Tiếp tục mình qua một cái nữa đi ha. Anh chị chạy một chút nha. Cái Caplus này thì là của ngân hàng, đăng ký nhận được 140 ha. Em cũng đã chia sẻ nhiều rồi, em không nói nữa. Kéo sang trái. Rồi em sẽ cập nhật tiếp nè. Titan. Ok. Thì em mở lên một cái nha anh chị. Rồi. Titan này thì hôm bữa là ngày 23 thì họ đã cho chúng ta KYC quét gương mặt để chúng ta nhận được cái số lượng ti gửi skin. Thì hiện tại cái giá nó cũng còn là thấp anh chị. Nhưng mà em cho anh chị xem cái thông tin này nè. Họ đang cho chúng ta chạy nốt. Nè, xin chào người dùng Titan. Titan sẽ bắt đầu khai thác tại nút vào ngày 25 tháng 8 năm 2022 với lượng tiền mặt tối thiểu là 10.000 ti. Các quy tắc chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới. Hãy chú ý để có thông báo chính thức kịp thời. Thì ở đây như thế này nè. Đây là cái dự án em nói thiệt, thời gian tới nó sẽ phát triển rất là mạnh. Bây giờ nó giá nó thấp, anh chị có tiền bỏ vào xe số đi 50 đô cho em đi ha. Rồi thì vào khoảng tháng 8 này, ngày 15 tháng 8 thì phải á, thì họ sẽ ra là TNFT. Và tới ngày 25 tháng 8 này họ cho chạy nốt. Thì chạy nốt là chúng ta chạy trên máy vi tính và chúng ta sẽ ăn cái phần trăm đó anh chị.
và anh chị cần phải có là 10.000 ti tối thiểu để chúng ta làm cái kiểu như chúng ta cam kết với họ để chúng ta chạy nốt kiểu như vậy ha. Đó thì cái đồng này nó đã list trên cái sàn S6 rồi, anh chị có thể vào đó xem, cái giá nó cũng còn thấp lắm. Rồi tiếp tục mình sẽ vào cái dự án là Bi, thì cái này là cái vấn đề cũng khá là quan trọng nè, để em cập nhật cho anh chị. Anh chị vào cái app Bi rồi, anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái, anh chị chọn cái chữ là hồ sơ cho em. Thì ở đây nè, thỉnh thoảng nó sẽ hiển thị cái chữ là cập nhật cái email. Thì ở đây anh chị có thể là không cập nhật hoặc là cập nhật cũng được, anh chị nhấp vào cái chữ cập nhật cho em. Thì ở đây á, nếu như mà anh nè, họ hỏi là cái email này đã được xác nhận, nếu như mà anh chị đồng ý với cái email này á thì chúng ta nhấp vào cái chữ finish là kết thúc. Còn nếu như mà anh chị chúng ta muốn thay đổi một cái email khác cho nó an toàn hơn á hen, thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Bây giờ em sẽ làm demo, em sẽ nhấp cái Gmail ở trên luôn anh chị xem nè. Em sẽ nhập nè. Rồi, em nhấp vào chỗ là Larry. Chúng ta nhấp vào chữ finish chưa xong nha. Như vậy thôi, nhưng mà anh chị cần phải vào cái Gmail á, có một số anh chị chúng ta nhấp rồi nhưng mà chúng ta không có vào cái Gmail xác minh. Anh chị vào cái Gmail xong rồi anh chị chọn đúng cho em cái Gmail mà chúng ta đã đăng ký nè. Rồi. Anh chị nhắn. Anh chị khởi động như thế này ha. Rồi, anh chị chờ. Anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái nè, anh chị chọn cái thư quan trọng cho em. Không có thì mình sẽ vào cái thư gác. Đây nè anh chị, thường thường nó sẽ nằm trong cái mục thư quan trọng nha. Ở đây nè, anh chị sẽ nhấp một cái chữ here màu xanh lá cây cho em nè. Anh chị nhấp vào đây mới được, còn anh chị không nhấp là nó không có cập nhật cho anh chị đâu. Rồi anh chị nhấp qua, anh chị sẽ thấy cái chữ là email query express là đã thành công nha anh chị. Như vậy là đúng mới được. Rồi mình thoát ra. Đó là những cái thông tin em muốn chia sẻ cho anh chị nha. Rồi tiếp tục có cái dự án này, hôm bữa cái dự án này là hôm bữa em chia sẻ cho anh chị rồi. Thì chúng ta cần phải tải cái app này về, chúng ta mỗi ngày chúng ta vào check in now là chúng ta sẽ nhận được 15.000 cái đồng LKC, và cái đồng này nó đã list trên cái sàn Elbank rồi nha anh chị. Đó. Rồi cái sàn Google Ads này nè, thì theo cái link cũ là anh chị không có vào được, thì em sẽ để cái link mới ở dưới phần mô tả, chúng ta nhấp vào thì chúng ta mới đăng nhập được nha anh chị. Anh chị đăng ký thì cũng sẽ nhập vào cái link mới nha, cái link cũ nó hết hạn rồi. Đó anh chị, cơ bản như vậy ha. Rồi đó là những cái thông tin em muốn chia sẻ. Còn cái CIC Plus này là không có cho đào miễn phí nữa, chúng ta cần phải nạp tiền vào chúng ta mua, nhưng mà mình không có nên. Tại vì đây là cái dự án chúng ta cũng chưa có xác định được là rút hay được hay không ha. Anh chị nạp vào đây nó rất là tốn tiền, tới vài trăm đô không anh chị. Nhưng mà cái đồng này nó lên giá cực kỳ là cao. Em nhấp vào cho anh chị xem cái giá nó nè. Đó, hôm bữa em làm nó có 1.8 thôi, bây giờ mới có nay cũng khoảng cả tuần hay tuần à, nó lên 13. Thì trong tương lai nếu mà nó cho rút này kia các kiểu thì ngon, tổng cung nó có 500 triệu thôi. Đó anh chị nha. Rồi một số cái thông tin em muốn chia sẻ cập nhật nhanh cho anh chị để anh chị chúng ta nắm. À còn cái dự án là One Mini, thì những anh một số anh chị nói với em là đào app vẫn đào được, nhưng mà riêng em và một số anh chị đang đào trên web là không được, hay nó bị lỗi. Thì cái này là đang cập nhật hay sao á, thì em cũng liên hệ với admin họ nhưng mà chưa thấy trả lời, tại vì em mới liên hệ hồi nãy thôi. Đó là những cái thông tin mới anh chị nghiên cứu nghe anh chị. Có cái gì không rõ thì cứ bình luận, anh em mình cùng trao đổi nha, để em có thể cập nhật sớm hơn nữa cho anh chị để chúng ta nắm nha.